Chỉ cần gõ cụm từ mua bán pháo nổ trên mạng xã hội, vài giây ngắn ngủi là chúng ta đã có hàng loạt các trang fanpage cung cấp pháo nổ với những lời rao có cánh, cam kết cung cấp đủ các loại pháo, từ pháo bi, pháo tép đến pháo bánh. Nổi bật hơn, có đầy đủ hình ảnh kiểm tra pháo và hướng dẫn sử dụng pháo. Ngoài ra, người bán cũng không quên để lại giá cả và phương thức thanh toán. Thậm chí, một số gian hàng còn công khai số điện thoại để khách hàng tiện liên lạc hơn. Theo tìm hiểu, khách hàng mà các đối tượng bán pháo hướng đến chủ yếu là những thanh niên trẻ bốc đồng muốn chơi trội. Song song đó, cũng có không ít người vẫn còn quan niệm Tết phải đốt pháo cho vui nhà vui cửa, nên việc mua bán pháo vẫn lén lút diễn ra, dù ai cũng biết đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo thông tin để lại, chúng tôi đã liên lạc với một số điện thoại với lời rao là chuyên cung cấp pháo nổ và được tư vấn khá tận tình. Pháo nổ dây có loại 3m, loại 5m, pháo bi có 2 loại, pháo hoa có 3 loại. Loại pháo banh là một bịch 800.000, cái trái nó to hơn cái loại 6.000 một cái. Mình gửi trong một cái thùng hàng lớn á, thì mình quấn khăn lại thì người ta không biết là cái gì hết. Còn nếu mà mình gửi bằng xe khách thì nhà xe nó đâu cần biết đó là cái gì, nó chỉ cần biết là nó nhận được tiền gửi hàng và nó đưa hàng đến tay người gửi. Đốt pháo này thì dễ thôi, cái dây cháy chậm của nó cũng dài, mà mình đốt xong rồi mình quăng mấy giây sau, 5-6 giây sau nó mới nổ, em lo gì. Theo một thông tin phóng viên có được, việc mua bán pháo trái phép thu được lợi nhuận rất cao. Các đối tượng chuyên cung cấp pháo nổ cho biết có thể thu lãi gấp 2-3 lần giá mua ban đầu. Vì vậy, tình trạng mua bán pháo nổ được pháp luật nghiêm cấm dưới mọi hình thức vẫn diễn ra báo động hàng năm. Không ít đối tượng mua bán pháo trái phép đã xa lưới, nhưng người kinh doanh mặt hàng cấm này vẫn tung hoành. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp sử dụng pháo nổ đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Điển hình là Tết Nguyên Đán Mậu Tuất. Theo thống kê của Bộ Y tế, chỉ tính từ 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết, cả nước có khoảng 190 người nhập viện do tai nạn pháo nổ. Qua đó, dư luận vẫn không thôi bàng hoàng bởi các thông tin về thanh niên chơi pháo nổ bị dập nát bàn tay, bỏng nặng, mù mắt do đốt pháo chơi Tết. Theo Điều 305 Bộ Luật Hình sự quy định, hình phạt cao nhất của việc tàn trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép các vật liệu nổ là chung thân. Cần phân biệt đó là loại pháo hoa gì, được phép sử dụng hay là không được phép sử dụng. Nếu được phép sử dụng thì được quyền mua bán. Còn pháo nổ, pháo hoa nổ thì không được phép, nên thuộc cái mặt hàng cấm. Nếu pháo được phép sử dụng mà mua bán thông qua buôn lậu chẳng hạn, thì tùy mức độ có thể bị xử lý về mặt hành chính hay là xử lý hình sự về hành vi buôn lậu. Tết Nguyên Đán 2019 cận kề, các cơ quan chức năng đã đang triển khai nhiều phương án đấu tranh để ngăn chặn các hành vi mua bán và sử dụng pháo. Theo quy định của pháp luật, hành vi mua và bán pháo nổ trên mạng xã hội đều vi phạm. Vì vậy, bà con cần nâng cao cảnh giác, không tham gia mua bán pháo nổ dưới bất kỳ hình thức nào. Những người sử dụng mạng xã hội cũng không nên bình luận hoặc chia sẻ với những trang trao bán pháo trên mạng, vì như vậy là chúng ta đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng xấu.